ngày 4 tháng 2, tức ngày 14 tháng riêng âm lịch, tại xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình đã diễn ra lễ khai hội Chùa Ha Xuân Quý Mão 2023. Đây là ngôi chùa có lưu giữ nét kiến trúc thời Lê thế kỷ 18 và là nơi sinh hoạt văn hóa của người dân địa phương. Lễ khai hội bắt đầu với chương trình nghệ thuật rộn ràng do nhân dân trong xã biểu diễn và tiếng chống hội tưng bừng rộn rã. Tiếp đó là nghi lễ dân hương cầu cho mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an, đồng thời tri ân các anh hùng có công với địa phương. Bên cạnh các nghi lễ trang nghiêm, Tại chùa Ha còn tổ chức thi đấu thể thao và nhiều trò chơi dân gian. Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm nay lễ hội được diễn ra trang trọng, thu hút hàng trăm du khách vào ngày chính hội.